Kính thưa quý vị, công ty dược phẩm GSK bị một cuộc điều tra hình sự khác. Công ty dược phẩm GSK của Anh Quốc hiện đang bị điều tra bởi Văn phòng chống gian lận của Anh Quốc về những cáo buộc hối lộ. Phân tích gia Richard Hunter cho biết giá cổ phiếu của GSK đã giảm do đang có một yếu tố không chắc chắn cho đến khi các nhà đầu tư biết kết quả của cuộc điều tra. Cuộc điều tra được tiến hành chưa đầy 2 tuần sau khi cảnh sát của Trung Quốc cáo buộc các quản lý cao cấp của GSK Trung Quốc với tội tham nhũng. Cựu giám đốc người Anh Quốc, ông Mark Reilly, cũng là một trong số những người bị buộc tội. Cảnh sát Trung Quốc cáo buộc các nhân viên của GSK đã hối lộ các bác sĩ, các bệnh viện và các quan chức chính quyền với tổng cộng 480 triệu Mỹ Kim. Đây là vụ án tham nhũng lớn nhất liên quan đến một công ty nước ngoài tại Trung Quốc kể từ sau vụ Rio Tinto trong năm 2009 mà kết quả là 4 giới chức điều hành đã bị bỏ tù. Nhưng những cáo buộc về hành vi tương tự cũng đã nổi lên tại Ba Lan, Iraq, Jordan và Lebanon. Công ty GSK tuyên bố họ cũng đang điều tra và các nhà chức trách Hoa Kỳ cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Nhưng GSK vẫn khẳng định công ty không có một vấn đề mang tính hệ thống với hành vi phi đạo đức. Và trong một nỗ lực để bày tỏ thiện chí, công ty đã đưa ra một mô hình bán hàng mới. GSK muốn trở thành công ty đầu tiên trong ngành công nghiệp dược phẩm ngừng trả tiền cho các bác sĩ để quảng bá sản phẩm của mình. Công ty cũng sẽ không còn trả tiền cho các nhân viên y tế tham dự các hội nghị. Cuộc điều tra mới này không phải là bất ngờ. Những rắc rối ở nước ngoài luôn tạo nguy cơ cho GSK bị truy tố theo đạo luật chống hối lộ của Vương quốc Anh. Nhưng điều này sẽ gây thiệt hại nặng cho uy tín của công ty dược phẩm lớn thứ 6 trên thế giới.